Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em nội dung tự học của ngày thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020 của học sinh lớp 5 trường tiểu học Lâm Văn Bền. Hôm nay chúng ta có các môn học sau đây. Thứ nhất, môn luyện từ và câu, bài nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. Thứ hai, môn tập đọc, bài câu bằng. Thứ ba, môn toán, bài luyện tập. Thứ tư, môn khoa học, bài sử dụng năng lượng điện. Tiết học đầu tiên, thầy và trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó chính là tiết luyện từ và câu, bài nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ tiếp theo. Ví dụ 1. Chẳng những Hồng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm. Các em sẽ suy nghĩ và trả lời cho thầy câu hỏi này nhé. Câu ghép trên có mấy vế câu? Các vế câu được nối với nhau bằng cách nào? Câu ghép trên có hai vế câu. Hai vế câu được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ chẳng những mà. Vế câu thứ nhất và vế câu thứ hai biểu thị mối quan hệ tăng tiến. Như vậy, để thể hiện mối quan hệ tăng tiến giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng cặp quan hệ từ chẳng những mà. Ở ví dụ này, các em chú ý vị trí của cặp quan hệ từ. Từ chẳng những đứng trước chủ ngữ của vế câu thứ nhất. Từ mà đứng giữa hai vế câu. Bên cạnh đó, trong vế câu thứ hai thường có thêm từ còn. Ví dụ 2. Bạn Lan không chỉ học giỏi mà bạn ấy còn hát rất hay. Các em sẽ suy nghĩ và trả lời cho thầy câu hỏi sau đây. Câu ghép trên có mấy vế câu? Các vế câu được nối với nhau bằng cách nào? Câu ghép trên có hai vế câu. Hai vế câu được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ không chỉ mà. Như vậy, để thể hiện mối quan hệ tăng tiến giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng cặp quan hệ từ không chỉ mà. Ở ví dụ 2, từ không chỉ trong cặp quan hệ từ không chỉ mà đứng ở sau chủ ngữ ở của vế câu thứ nhất. Như vậy, khi sử dụng cặp quan hệ từ để nói các vế câu biểu thị quan hệ tăng tiến trong câu ghép, các em cần chú ý thêm vị trí của các quan hệ từ này nhé. Và một lưu ý nữa, đó chính là vế câu thứ nhất và vế câu thứ hai biểu thị quan hệ tăng tiến. Thường chúng sẽ cùng nhắc đến một đối tượng nào đó. Thầy lấy ví dụ. Ví dụ này, vế câu thứ nhất là nói về bạn Lan, thì vế câu thứ hai cũng sẽ nói về bạn Lan, nhưng mà nói về cái sự vượt trội khác của bạn. Các em cần lưu ý. Và sau đây là một số lưu ý. Để thể hiện quan hệ tăng tiến giữa các vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng một trong các cặp quan hệ từ. Không những mà, chẳng những mà, không chỉ mà. Các em cần lưu ý để chúng ta thực hiện vào các bài tập sau đây nhé. Luyện tập. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi vế câu của các câu ghép và khoanh tròn vào quan hệ từ. A. Chẳng những hoa sen đẹp mà nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam. B. Tiếng cười không chỉ đem lại niềm vui cho mọi người mà nó còn là liều thuốc trường sinh. Ở bài tập này, các em sẽ có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là các em sẽ xác định chủ ngữ vị ngữ cho mỗi vế câu của câu ghép. Thứ hai là các em sẽ khoanh tròn vào quan hệ từ. Với bài tập này, các em sẽ làm vào vở tự học cho thầy nha. Bài tập 2, thêm vế câu vào chỗ chấm để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến. A. Chẳng những Lan bơ giỏi nhiều chấm. B. Hoa hồng không chỉ đẹp nhiều chấm. C. Để phòng chống dịch Covid-19, chúng ta không chỉ hạn chế ra đường nhiều chấm. Ở bài tập này, các em sẽ thêm vào cho thầy một vế câu có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Và nội dung ở vế câu đằng sau phải phù hợp với lại nội dung ở vế câu đứng đằng trước đó.
và hai vế câu phải biểu thị mối quan hệ tăng tiến. Với bài tập này, các em cũng sẽ làm vào vở tự học. Tiết tập đọc bài Cao Bằng. Nhiệm vụ 1. Các em sẽ đọc sách giáo khoa trang 41 và trả lời các câu hỏi ở cuối bài. Đọc khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi số 1. Đọc khổ thơ 2, 3 và trả lời câu hỏi số 2. Đọc khổ thơ 4, 5, 6 và trả lời câu hỏi số 3, 4. Sau đó, các em sẽ nêu nội dung chính của bài thơ. Và đây là nội dung. Ca ngợi vẻ đẹp của đất đai và con người Cao Bằng, mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Tiết toán. Bài luyện tập. Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. A. 1 dm khối bằng nhiều chấm cm khối. B. 4,3 dm khối bằng nhiều chấm cm khối. C. 51.000 m khối bằng nhiều chấm dm khối. Câu D. 370.000 cm khối bằng nhiều chấm dm khối. Với bài đổi đơn vị này, các em cũng sẽ làm vào vở tự học. Bài 2. Một bể nước hình hộp chữ nhật không có nắp. Bên trong có chiều dài 2,3 m, chiều rộng 1,7 m và chiều cao 1,2 m. Tính diện tích toàn phần và thể tích của bể nước đó. Và đây là hình ảnh minh họa. Đây là bể nước hình hộp chữ nhật không có nắp. Có chiều dài 2,3 m, chiều rộng 1,7 m và chiều cao 1,2 m. Đề bài yêu cầu chúng ta tính diện tích toàn phần và thể tích của bể nước đó. Bây giờ thầy sẽ cho các em một chút thời gian suy nghĩ để tìm ra hướng giải của bài toán này nhé, trước khi thầy đưa ra gợi ý dành cho tất cả các em. Và sau đây là gợi ý của thầy. Đề bài yêu cầu chúng ta tính diện tích toàn phần và thể tích của bể nước đó. Muốn tính diện tích toàn phần của bể nước hình hộp chữ nhật không có nắp, chúng ta sẽ lấy diện tích của bốn mặt xung quanh, hay còn gọi là diện tích xung quanh, chúng ta cộng với lại diện tích của mặt đáy. Như vậy, muốn tính diện tích toàn phần, ta sẽ lấy diện tích xung quanh cộng với lại diện tích đáy. Còn muốn tính thể tích của bể nước đó, muốn tính thể tích của bể nước thì chúng ta cần phải biết được ba kích thước của hình hộp chữ nhật, đó chính là chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Như vậy, muốn tính thể tích, ta chỉ việc lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Và sau đây là gợi ý của thầy. Các em sẽ làm bài này vào vở tự học. Bài 3. Bạn Dũng muốn làm một cái hộp hình lập phương không có nắp bằng bìa cứng có cạnh 3 dm. Tính diện tích bìa bạn Dũng cần dùng để làm cái hộp đó. Bài tập này các em cũng sẽ làm vào vở tự học cho thầy nhé. Tiết khoa học, bài 45, sử dụng năng lượng điện. Nhiệm vụ 1. Các em quan sát hình 1, 2, 3 ở sách giáo khoa trang 92 và trả lời các câu hỏi sau. Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng điện, trong đó loại nào dùng điện để thắp sáng, đốt nóng, chạy máy. Điện mà các đồ dùng, máy móc đó sử dụng được lấy từ đâu? Nhiệm vụ 2. Em hãy cho biết điện có vai trò như thế nào trong cuộc sống. Sau khi các em tìm hiểu bài xong, các em sẽ rút ra ghi nhớ của bài. Và đây là ghi nhớ. Điện đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Điện được sử dụng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm lạnh, truyền tin. Chúng ta dùng điện trong học tập, lao động, sản xuất, vui chơi giải trí, sinh hoạt hàng ngày. Và sau đây là phần dặn dò của thầy. Các em làm bài tập toán và luyện từ và câu vào vở tự học ở nhà. Viết chính tả bốn khổ thơ đầu trong bài thơ Cao Bằng.
Đọc kỹ ghi nhớ khoa học trang 93. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Chúc các em chăm ngoan, học tốt. Thầy xin chào tất cả các em.